Ngày 24 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cùng với các sở ngành liên quan có buổi làm việc với công ty cổ phần TTB Trà Vinh và đối tác là nhà đầu tư Nhật Bản để nghe báo cáo nghiên cứu khảo sát đánh giá tiềm năng dự án nhà máy điện gió Trường Thành V4. Theo báo cáo, dự án nhà máy điện gió Trường Thành V4 sẽ bắt đầu vận hành tại Trà Vinh vào năm 2030 với công suất phát điện 2.000 MW. Trong đó, giai đoạn 1, quy mô phát điện của dự án là 800 MW, quy mô mỗi tua bin gió giả định từ khoảng 10 MW đến 12 MW. Tổng chi phí của dự án ước tính hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ. Theo nhà đầu tư, vùng biển ngoài khơi tỉnh Trà Vinh rất thích hợp xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi xa bờ. Để kết nối tiềm năng này với sự phát triển kinh tế khu vực trong tương lai, đơn vị đầu tư kiến nghị tỉnh ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi quy mô lớn và phối hợp với các tỉnh lân cận để phát triển điện gió ngoài khơi. Ngoài ra, tỉnh cũng nên phê duyệt phát triển có trình tự các dự án phát điện năng lượng tái tạo khác và hỗ trợ phát triển các cảng biển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao kết quả nghiên cứu khảo sát dự án nhà máy điện gió Trường Thành V4 và sự hợp tác tích cực của nhà đầu tư Nhật Bản với tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện khẳng định dự án nhà máy điện gió Trường Thành V4 là một trong những dự án có nhiều tiềm năng. Tỉnh sẽ hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền của mình để phát triển dự án thuận lợi trong tương lai.